Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ sinh tồn trong Minecraft, nhưng thế giới bị giới hạn. Trong video này, chúng ta sẽ cố gắng sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, thế giới của chúng ta sẽ được tăng lên 50 khối. Và đây là tập thứ 9. Bởi vì hiện tại thế giới của chúng ta được tăng lên 50 block, thế nên là chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ đơn giản. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ khám phá tất cả khu vực quần xã sinh vật xung quanh núi tuyết. Và nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng một phần của ngôi làng bên dưới lòng đất. Và chỉ sau 8 tập mà thế giới của chúng ta ngày hôm nay đã mở rộng ra rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và cùng nhau đi farm những cái quả dưa hấu. Đối với quả dưa hấu thì chúng ta có thể mang nó để mà đi trao đổi với dân làng. Và sau đó mình có thể lấy lại những cái viên ngọc lục bảo. Còn đối với những quả bí ngô thì cũng vậy, chúng ta cũng có thể lấy nó để mà đi trao đổi với dân làng. Nhưng mà lúc này thì chúng ta đã có thể tạo ra những cái con Iron Golem để mà chiến đấu với những con Illager. Và kèm với đó là cái máy farm hiện tại của chúng ta đã cho ra một cái sản lượng rất là nhiều. Điều này thật sự rất là tuyệt vời. Trước khi bắt đầu video thì lần nào cũng vậy, mình cũng sẽ đi cho những cái sinh vật của mình ăn trước cái đã. Nhưng mà mày làm cái gì ở đây vậy? Khác với mọi ngày thì ngày hôm nay mình sẽ không cho những cái con cừu ăn, mà thay vào đó là mình sẽ đi lấy len của bọn chúng. Và bây giờ mình đã lấy hết len của những cái con cừu này. Là anh bạn có muốn tao gắn lên lại cho anh bạn không? Mình chợt nhận ra là sau những cái tập vừa qua là mình vẫn chưa lấy được cái chai mật ong nào cả. Nhưng mà chúng ta có một vấn đề phát sinh, đó chính là những cái lửa chạy này nó có thể thiêu đốt những cái con ong nhỏ nhỏ của chúng ta. Và đó là lý do tại sao mà cho đến ngày hôm nay những cái con ong của chúng ta càng ngày càng giảm cái dân số. Được rồi, quay trở lại với chủ đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là khám phá những cái quần xã sinh vật xung quanh. Trước tiên là mình sẽ đi vào ngôi nhà của những cái con dân làng này. Và chúng ta có một ít vật phẩm ở đây. Tuy nó không có nhiều giá trị nhưng mà nó thực sự hữu ích nếu như nó xuất hiện sớm hơn. Wow, ở đây chúng ta có một cái rương đang nằm lơ lửng trên lava này. Và nó cũng không có thật sự quá nổi bật. Tuy nhiên là ở đây chúng ta vẫn có một cái ngôi nhà tiếp theo. Nhưng mà mình vẫn không chắc là... Đúng rồi, nó không có quá là nhiều thứ nổi bật ở đây. Có vẻ như khi mà chúng ta đã chạm đến được cái ngôi làng này thì chúng ta đã có tất cả những cái vật phẩm mình cần rồi. Ngoại trừ cái bàn có những cái cung tên này, mình có thể mang cái bàn này về và cho anh dân làng của mình học nghề. Và kể từ đó thì chúng ta sẽ có cái số lượng cung tên vô hạn. Thật ra thì nó cũng vô dụng bởi vì mình đã có một cái máy farm skeleton rồi cơ mà. Hiện tại mình đang di chuyển bên sườn của một ngọn núi và mình nhìn thấy có một con skeleton. Nhưng mà thật sự thì nó không phải là đối thủ của mình, mà thay vào đó là ở đây chúng ta có một cái hang động nho nhỏ. Mình tìm thấy có một ít ngọc lục bảo tại khu vực này. Wow. Và ngày hôm nay thì mình mới có thể chiêm ngưỡng được hết tất cả những cái vẻ đẹp của cái ship này. Mình chợt nhận ra là thế giới của mình được bao bọc xung quanh đều là núi tuyết và nó chỉ có một cái thung lũng nho nhỏ nằm ở bên trong. Wow, ở đây chúng ta có một cái con dê núi này. Và đây là một trong những sinh vật mới được xuất hiện trong thế giới giới hạn của mình. Nice. À, ở đây chúng ta có một cái con lừa nữa này. Mình có thể mang nó về và chúng ta có thể phối giống cho nó để mà tạo ra con lừa tiếp theo. Wait, what? Bên này chúng ta có luôn một con lợn này. Come on baby. Yes. Mình cảm thấy may mắn bởi vì con lợn nó đi về phía của mình. Nhưng mà bây giờ mình cần phải thực sự cẩn thận để tránh cho trường hợp những cái con skeleton có thể tấn công những cái con lợn này. Bằng một cách nào đó mình phải thực sự di chuyển một cách lạng lách đánh võng, thì như vậy cái con skeleton mới không thể tấn công được cái con lợn này. Và chào mừng anh bạn đã đến với ngôi nhà của chúng ta. Con lợn thì nó không thể ăn được cà rốt vàng, nhưng mà nó có thể ăn được củ khoai tây. Nice. Và mình cần phải đi lên núi để mà bắt cái con dê. Mình không chắc rằng cái con dê có còn ở đó hay không. Đây rồi, chào anh bạn. Bây giờ mình sẽ mang con dê đi lên phía trên để mà chúng ta bắt luôn cả con lừa. Và hiện tại bây giờ bên ngoài trời cũng đã có tuyết rơi. Mình đang cảm thấy khá là nguy hiểm khi mà chúng ta đưa cái con dê này lơ lửng trên bầu trời. Lên đi anh bạn. Vào đi, chào mừng con lừa đã đến với ngôi nhà của chúng ta. Và đi qua ngọn núi tuyết thì bây giờ mình đã tìm thấy một cái ngôi làng thứ hai. Bây giờ chúng ta có thể đi vào trong ngôi làng này để mà khám phá xem. Và việc đầu tiên là mình đã tìm thấy một cái con bò. Mình chợt nhận ra đó là tiếng của con dê chứ không phải là tiếng của một cái con bò. Tuy nhiên đi về phía xa thì chúng ta tìm thấy có một cái con cừu hồng. Ui, trong này thực sự xuất hiện một cái con cừu hồng này. Tuy nhiên là hiện tại nó đang nằm bên ngoài vùng an toàn. Thế nên là mình không thể bắt được cái con cừu hồng này. Chúng ta sẽ chôm luôn cái chuông này. Và mình cũng có thể chôm luôn cái kệ sách này. Wow, ngày hôm nay chúng ta lại tìm thấy một cái cuộc đột kích dân làng. Thế nên là mình sẽ quyết định giết cái con đội trưởng này trước để mà mang cái hiệu ứng về. Và chúng ta sẽ pha một ít Totem of Undying. Mình đang mang con bò về và phía sau của mình có một cái con Creeper. Và chúng ta đã bắt đầu một cái cuộc xâm lược của cái con Elytra. Xong cuộc chiến thứ nhất này, xong cuộc chiến thứ hai này. Và đến với cuộc chiến thứ ba thì nó bắt đầu xuất hiện như cái con Ravager. Nó là một trong những cái cỗ máy xe tăng di động và di chuyển với một cái tốc độ thực sự rất là cao.
cao. Thế nên là bây giờ mình cần phải pha một ít bí ngô và chúng ta tạo ra những cái con Iron Golem. Hiện tại thì bây giờ mình cần phải di chuyển nhanh và tạo một cái khoảng cách với nó để mà tạo ra một cái bàn chế tạo trước cái đã. Đây rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cái khối sắt. Và bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái con Iron Golem. Đánh nó đi anh bạn. Mình sẽ vào để mà phụ cái con Iron Golem này nhá. Yeah, có vẻ như lợi thế đang thuộc về chúng ta. May quá mình kịp nhảy lên cái tán lá cây. Chỉ cần mình xích qua bên kia một chút xíu là mình có thể rơi xuống và nó có thể sơ tái mình luôn rồi. Đây là cuộc chiến cuối cùng. Bye bye anh bạn. Và chúng ta đã chiến thắng được cuộc chiến xâm lược của Elytra. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ngôi làng thứ ba nằm ở phía bên này để mà khám phá xem coi có gì mới hay không. Tuy nhiên khi mà đến nơi thì mình nhận ra là khu vực này nó vẫn còn bị giới hạn. Thế nên là có vẻ như trong tập sau thì chúng ta mới có thể khám phá được khu vực này. Mình đã quay trở về và mang theo một cái con bò. Như vậy là chúng ta đã có được hai con bò trong cái nông trại của mình. Cũng giống như mọi khi là mình sẽ đi xuống khu vực Ancient City để mà khám phá những cái rương tiếp theo. Nice. Và đây là con đường dẫn chúng ta đến khu vực ấy. Và việc đầu tiên là mình sẽ sử dụng len để mà chặn những cái bệ triệu hồi lại. Nếu như cái bệ triệu hồi mà nó phát ra âm thanh thì việc đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là bỏ chạy. Bởi vì nếu như con Warden có thể rơi ra những cái vật phẩm khác thì mình có thể suy nghĩ lại điều này. Mình đã tìm thấy một cái khu vực có hai chiếc rương. Đến với cái rương đầu tiên thì mình tìm thấy có một số vật phẩm khá là giá trị. Và trong này có một cuốn sách sải bơi dưới nước và một cuốn sách rón rén nhanh. Và đến với cái rương thứ hai thì điều giá trị nhất đó là một cái mảnh vỡ âm vang. Mình tìm thấy có một cái đầu lâu của con Skeleton. Yeah, và đó là Skeleton. Ui, đây là con Warden này. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây. Bây giờ mình cần phải rời khỏi đây. Holy shit. Mình cần phải biết nó đi về cái hướng nào cái đã. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình nghe thấy tiếng gì đó. Có vẻ như nó đang gầm gừ. Đây rồi, đây rồi. No, 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 no. No, no, có vẻ mình mất cái tâm tầm. Holy shit. Lại nữa ư? Nguyên nhân là do cái cảm biến âm thanh nó nằm ở phía trên này này. Mình cần phải loot hết tất cả đồ trước khi mà chúng ta di chuyển đi. Bây giờ chúng ta cần phải chạy. Bây giờ mình di chuyển ở đâu nó cũng có thể phát hiện ra mình cả. Và mình đã thực sự yên bình và mình có thể loot luôn cả cái rương này rồi. Và chúng ta đã có một cái giáp ngựa bằng kim cương. Đúng rồi, quay vậy. Tôi nhớ là tôi đã đập hết những cái cảm biến âm thanh rồi cơ mà. Bên này luôn hả? Trời ơi, có vẻ như ở đây chúng ta có một số đồ ngon. Nhưng mà cái con Warden nó đang nằm kế bên mình luôn ấy. Rồi rồi rồi, mình nghe nó gầm gừ rồi đấy. Bây giờ là chúng ta còn phải chạy rồi đấy. Nó đang đuổi theo mình. Bên này. Bắt cua đi, bắt cua đi, bắt cua. Bắt cua, bắt cua, bắt cua. No. No, 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 no. Đừng mà. Anh ơi tha em. Anh ơi tha em. Cho em lên đi. Cho em lên cái đi. Chúng ta có thể tạo ra một cái la bàn hồi phục đây này. Rồi, hiện tại là mình đã quay trở lại với ngôi nhà của chúng ta. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ thứ hai, đó là chúng ta sẽ decor lại cái khu vực hang động này để biến cho nó trở nên đẹp hơn. Đối với cái đôi giày hiện tại của mình, nó có cái dòng enchant là chân lạnh. Thế nên là mình không chắc rằng chúng ta có thể sử dụng một cái cúp mềm mại để mà khai thác những cái khối băng này đi hay không. Bởi vì mình không có cái khối bọt biển ấy, nên là việc dọn nước này thật sự rất là đuối. Và bây giờ mình đã quay trở lại với cái máy farm vàng. Việc đầu tiên là mình cần phải farm một ít kinh nghiệm để mà về tạo ra một số cái vật phẩm. Nào. Trời ơi, con gát là mình hết hồn. Hả, gì nó vậy? Rồi, bây giờ mình đã quay trở lại và mình đã sửa chữa được một số cây cúp. Tuy nhiên là chúng ta không thể khai thác cái khối băng này. Nếu thực sự là vậy thì bây giờ chúng ta đã có hai lựa chọn. Một là chúng ta sử dụng cái xô để mà chúng ta múc hết nước tại khu vực này. Hoặc có thể là điều thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng đất để mà lấp cái khu vực hồ này lại, sau đó chúng ta khai thác. Tạm thời thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái quy trình thứ hai và chúng ta sẽ dọn sạch cái khu vực hang động này lại cái đã. You know you're just another monkey. 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 You're alone in the jungle now. You wanna make a fire but don't know how. You're alone in the jungle now trying to survive. You're alone in the jungle now. You wanna make a fire but don't know how. You're alone in the jungle now, full of stupid monkeys.
Được rồi, nhiệm vụ bây giờ là mình cần phải dọn sạch cái khu vực này để vừa farm lá cây và chúng ta farm luôn cả gỗ. Bây giờ mình sẽ nhốt cái con lừa vào đây và một lát nữa mình hy vọng là mình sẽ nhớ cái con lừa nó nằm ở khu vực nào. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy một ít sắt và chúng ta sẽ tạo ra một ít kéo. Tỉa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi farm lá cây. Và mình đã dọn sạch tất cả những thứ có mặt tại khu vực này. Có thể là trong tập sau hoặc tập tới mình có thể xây một cái thứ gì đó tại khu vực này. Bây giờ mình sẽ cho một số vật phẩm vào cái rương của con lừa. Bây giờ thì mình đã mang về nhà và chúng ta sẽ cho nó vào cái rương này. Mình tiếp tục quay trở lại đây và chúng ta sẽ lấy thêm một ít vật phẩm. Nhưng mà làm ơn đừng có bắn cái con lừa của tao nữa. Đó, tao xin mày. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái khối rơm này và cho con lừa của mình ăn. Mày, tại sao lại làm như vậy? Được rồi, ăn đi anh bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà. Đừng có bắn nữa. No. Chết rồi, mình bị kẹt trong tuyết lúng rồi. Thôi toang rồi, kiểu này không ổn rồi. No. Chết con lừa của tôi rồi. Ui, bây giờ con Scare nó tiến hóa lên thành cái dạng mới luôn rồi này. No. Đừng. Trời. Rồi, bây giờ mình sẽ mang những cái quả bí ngô và những cái quả dưa hấu để mà trao đổi với những cái con dân làng. Bây giờ mình sẽ lấy ngọc lục bảo để mà trao đổi những cái thủy tinh. Bởi vì như các bạn đã biết thì mình không có cát, thế nên là chúng ta chỉ có thể lấy thủy tinh từ những cái con dân làng mà thôi. Như ở tập trước thì hiện tại mình đã có đủ cái số lượng cừu rồi. Nên là bây giờ mình quyết định sẽ tạo ra một cái máy farm lông cừu với một cái công suất lớn hơn. Và trước tiên là mình còn phải tạo ra một cái khu vực bằng phẳng cái đã. Mình sẽ lắp đất vào cái khu vực này để tạo ra một cái khu vực bằng phẳng. Và bây giờ mình sẽ đặt thủy tinh và chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái máy farm lông cừu. Và như vậy là chúng ta đã có một cái máy farm lông cừu nằm ở phía đằng kia. Và việc đầu tiên là mình còn phải lai tạo những cái con cừu con trước khi mà chúng ta mang bố mẹ của chúng nó đi. Bây giờ mình sẽ lấy lúa để mà nhử những cái con cừu trưởng thành ra. Tuy nhiên là chúng ta có những đứa trẻ xung phong đây này. Mình sẽ cho những cái kéo tỉa vào trong cái máy phân phát để mà nó có thể cắt lông cừu tự động. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho những cái con cừu vào trong những cái máy. Rồi tôi bị nhốt luôn rồi. Để tránh cho trường hợp là những cái xe mỏ này nó di chuyển và khiến cho cái máy của mình nó bị hỏng, thế nên là mình còn phải lắp kính lại cho nó. Bây giờ mình sẽ lắp đuốc vào đây để không cho những con quái vật xuất hiện. Và mình cũng sẽ lắp đuốc ở trên này để khiến cho nó trở nên sáng hơn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái máy farm lông cừu rồi này. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết là mình sẽ xây về những cái gì. Đó là chúng ta sẽ xây một cái cây nằm ở phía trung tâm. Và chúng ta sẽ xây một cái ngôi làng nằm ở dưới lòng đất và nó nằm ở bên tay phải của mình. Việc đầu tiên là mình sẽ nung những cái khối đá của mình lên để tạo ra những cái khối đá mịn. Mình sẽ lắp những cái khối đá mịn như thế này. Và chúng ta sẽ lắp đất vào đây. Và bây giờ thì... Hey Siri! Mở replay mode. Đang tắt replay mode. Bruh.
Và chúng ta đã có một cái ngôi làng với một cái thiết kế hơi nho nhỏ ở trên này. Nói chung là những cái khu vực này thì mình đã gán làm cho nó giống hết mức so với Vanilla rồi. Nhưng mà có vẻ như ngọn đuốc nó không nằm ở đây, mà là ở đây. Và đây là một trong những cái khu vực để giúp cho con dân làng có thể ở đây để mà nói chuyện với nhau hoặc là trao đổi với nhau vào những cái buổi chiều. Và đây là cái ngôi nhà của thợ rèn. Và trong này cũng chả có cái gì cả. Nhưng mà mình cảm thấy cái khu vực này nó không có được hợp lý cho lắm. Thế nên là bây giờ mình sẽ dọn sạch cái con đường nó nằm ở phía bên này cái đã. Ok, bây giờ mình đã quay trở lại và chúng ta sẽ tạo ra một cái con đường đi xuống phía dưới này. Mình sẽ lót những cái phiến vào đây để mà di chuyển. Đấy, như vậy khá là đẹp mà đúng không? Và bây giờ mình đã có một cái khung được làm bằng đất. Việc của chúng ta là sẽ tạo ra một cái cây cầu bằng gỗ. Sau đó là mình sẽ sử dụng những cái dây xích để mà máng cái cây cầu này lên phía trên. Wait, what? Thương nhân lang thang này. Cây mía. Ban đầu mình không có định là xây cái hang động này bằng cái khối rêu đâu. Bởi vì mình không có cái khối rêu nào cả. Tuy nhiên là bây giờ nó có thể trao đổi cho mình cái khối rêu rồi này. Lại nữa rồi. Sao mấy cái con Phantom xuất hiện hoài vậy? Tôi mới đi ngủ ở đây mà. Được rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái khối rêu vào đây và chúng ta sẽ bón bột xương cho nó. Đấy, có việc bón bột xương thôi. Và chúng ta có thể lấy cái bột xương để mà bón cho cái cây đổ quyên ấy, để mà cho nó mọc to to lên. Tuy nhiên là mình không thích như vậy cho lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đập bớt những cái cây cỏ cao. Và mình sẽ chừa lại những cái cây cỏ thấp, bởi vì mình muốn nó đơn giản nhất có thể. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái khung để mà xây dựng một cái cây cổ thụ khổng lồ. Rồi, bây giờ mình sẽ farm cái quả mộng phát sáng nhá. Việc tiếp theo là mình sẽ xây dựng một cái cổng địa ngục, nó nằm ở bên trong cái cây và mình sẽ kích hoạt nó. Bây giờ mình sẽ đặt những cái quả mộng phát sáng nó treo lơ lửng ở trên cái vách của cái hang động. Kiểu như là cái quả mộng phát sáng khi mà các bạn đặt nó càng dày đặc thì nó càng đẹp. Bây giờ mình sẽ xẻn một ít đất tại cái cây cổ thụ. Mình sẽ đục một số cái lỗ ở bên dưới này. Được rồi, bây giờ mình sẽ mang hai cái con dân làng để mà đi xuống dưới hang động và sau đó cho chúng nó lai tạo với nhau. Đi thôi nào. Rồi, mình đã mang hai cái con dân làng xuống phía dưới này rồi. Và bởi vì tất cả khu vực này đã thắp sáng, thế nên là mình không lo về việc những cái con thây ma có thể vào đây và sơ tái những cái con dân làng của mình. Đối với ngôi nhà này thì mình sẽ đặt ba cái giường và một cái giường ở khu vực lò rèn. Đấy, tạm thời mình sẽ đặt hai cái chậu này vào đây để mà cho chúng nó có thể đi quanh quẩn tại khu vực này thôi. Nice. Tôi đã có một mái farm cù, một mái farm hoa và một hang động tuyệt vời. Liệu rằng trong video lần sau, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn nào? Hãy để lại một like và một subscribe vì đó là miễn phí. Và cảm ơn các bạn đã xem video này rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.